Nè coi bụng mỡ của nó nè, trời ơi trời. Báo động đỏ với mọi người, con dương ngáo nó đang bật cái chế độ bụng không đáy, ăn rất là nhiều, mà mỗi khi ăn xong là kiếm chỗ nằm ngủ liền, khi thức dậy lại tiếp tục ăn. Cái kiểu này rồi sao trời? Ai lại giỡn với nó thì nó giỡn chút xíu thôi nha. Công việc chính của nó vẫn là ăn với ngủ. Có khi nào con này nó bị thất tình không? Vừa mới lên võng nằm là ngủ liền luôn á. Nó ngủ rồi, nó nghe tiếng đồ ăn chạy ra ăn, xúc sạch cái dĩa xong lên võng ngủ tiếp. Nó thức nha. Nó thức chứ không có ngủ đâu, chẳng qua nó làm biến thôi. Đi xuống. Thấy không? Cỡ này cái tướng của nó quá trời rồi. Cái bụng mỡ càng ngày càng thòng. Nữa cho nó thòng hơn cái thúi quá. Coi cái bụng mỡ của nó kìa. Hai ngấn lộ rõ luôn. Ăn đâu chịu gửa tay gửa chân đâu. Tới hồi mình chọc nó bắt đầu chuyển sang gửa tay gửa chân đánh chống lãng ha. Bước xuống. Rồi trời, có cái mặt kìa ông ơi. Mày ngộ ha. Ăn xong không gửa tay gửa chân đâu, tới khi bị người ta chọc á, chuyển sang chế độ tắm rửa, kiểu như đánh chống lãng á. Trời ơi trời, cái nơi của người ta banh chành luôn rồi. Đây đi xuống đây. Mày lên mày nằm mày ngủ nữa sao? Ngủ xong mày nghe tiếng đồ ăn là chạy ra giành với người ta quất sạch dĩa luôn. Mày mập quá để làm gì vui? Càng mập càng ăn nhiều, càng tốn đồ ăn nhiều thôi. Thôi đi ra vận động đi mày ơi. Nguyên một ngày trời ăn rồi ngủ hoài. Nhìn rất là chướng mắt, thật sự là chướng mắt lắm luôn á. Nó nghe tôi nhai một hồi nó chạy lên chung cư nó núp. Núp được cái gì? Mày tưởng mày còn nhỏ lắm sao? Trời ơi, mới có 8 tháng tuổi à. Cái mặt phụ huynh, cái tướng cũng phụ huynh luôn. Nè, nhìn cái mặt này có ai nói nó 8 tháng tuổi không? Nhìn giống như con mèo 2-3 năm tuổi vậy đó. Bây giờ cái mặt của nó còn già hơn giờ khùng nữa. Nè cái bụng mỡ nè. Đụng vô mỡ bắt đầu nó hù tao thấy chưa? Sao mày dọa tao đó hả? Tao đụng mày nè. Giỏi cạp đi. Trời ơi, hù không mà không cạp chứ trơn vậy. Mày phải học hỏi đại ca, nó hù cái mặt của nó làm dữ lên người ta mới sợ. Còn mày hù mà cái mặt của mày ngáo gì ai sợ? Hay vui. Nè coi bụng mỡ của nó nè, trời ơi trời. Giờ sách mỡ của nó ra chắc cả ký quá. Bước xuống vận động cho tao. Mày mập quá, mày chiếm đồ ăn rất là nhiều. Không có mập được. Nghe không? Đó, phải nhai vậy nó mới chịu chạy xuống thấy chưa? Và con vui bây giờ nó đã bự hơn giòi khùng rồi. Vừa cao hơn mà vừa bự hơn luôn. Ghê thiệt. Mới giải cứu cho vừa ngáo tránh nhảy heo xong tới lượt đại ca. Nó mới hoàn hồn đó bà con. Hồi nãy nó bị vậy nè. Nước miếng, nước giải gì hả, xùi ra hết trơn luôn. Tự nhiên nó phun nước miếng quá trời. Nó nhảy, nó chạy, nó đụng chỗ này, đụng chỗ kia. Rồi tôi cho nó qua bên nhà cũ, đóng cửa lại tôi coi cái gì. Giống như nó ăn trúng cái gì vậy đó. Mới đầu tưởng con gì cắn nó không à. Mà có con gì đâu. Nó bây giờ bước vô lại, nó vẫn rất là đề phòng. Không hiểu là con gì. Rồi mình mới đi theo, đi vô coi. Thì chắc chắn nó ăn trúng cái gì đó. Nè, mấy đứa này cũng hết hồn hết vía. Có mệnh đại ca hả nha. Tự nhiên nó chạy, nó đụng cái này, đụng cái kia. Là do nó ăn trúng con gì đó. Mà sao mấy con này không bị mà đại ca bị ta? Hay là nó nhìn thấy con vui giống heo quá cái nó sợ nó chạy ta? Hả vui? Mới kêu xuống rồi lên nằm nữa ha. Trời ơi, con này con gì vậy bà con? Con này kêu là con bù xít phải không? Tôi nhớ bù xít là nó dài dài, cái thân đâu có dẹp vậy đâu. À, tôi quay sát cho bà con coi con này con gì vậy? Có một mình con này trong nhà tôi hả? Có thể là con đại ca nó thấy bò bò cái nó nhào lên nó chụp á. Chụp rồi chắc con này nó bị cây hay bị gì đó, hay là cái càng của nó chích hay sao á. Chạy quá trời chạy luôn. Phun quá trời phun. Nhưng mà con này đâu bị đại ca cắn đâu ta. Có thể con này nó tiết ra cái chất gì ha. Nè mọi người nhìn con này có biết con này là con gì không? Có gì mọi người để lại comment nha. Tay chân đồ lành lặn chưa có bị gì hết. Đại ca nó bị vậy tôi đâu dám bắt tay đâu. Lấy giấy bắt đi. Bữa nay tôi bị ngạt mũi, bây giờ tôi không có hửi được mùi gì hết trơn á. Biết phải bù xít không? Mà sao bù xít tôi thấy nó có nhiều loại quá à. Con dài cũng có, con dẹp cũng có. Con này là con gì? Không biết luôn. Cút xéo cho tao mày. Nó cái sân vườn đó. Giờ dịch bệnh F0 quá trời, không có dám kêu thợ vô nha. Cỏ cây nhiều là côn trùng vẫn cứ vô. Bởi vậy con đại ca nó lớn hơn người ta mà nó ngu, nó tài lanh thấy không? Nè mấy con này đâu thèm cắn con đó đâu. Chắc là nó biết cái con đó là không có cắn được. Có mình đại ca nó nhào vô. Bởi vì cái thứ tài lanh là vậy đó. Vui ngáo nó còn không cắn con đó. Có nghĩa là mày còn khôn hơn đại ca đó vui. Nè không có ngủ nữa nha. Ngủ cái kiểu xạo, vừa nghe tiếng đồ ăn là chạy vô giành muốn hết cái dĩa của người ta liền. Sau một bài học tốn cả ký nước miếng, đại ca bắt đầu đề phòng hơn xưa. Đi cũng rất là nhẹ nhàng. Nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia. Coi chừng nữa nó thấy con này con kia nó không dám cắn nữa nha. Nãy phun miếng quá trời phun luôn. Và lúc này mặt của cái thú như kiểu tao đã dạy mày nhiều lần rồi, đâu phải con nào cũng chụp được. Phải dòm ngó, phải hửi cỡ nó làm sao. Và nhìn cái cảnh này kiểu như là con khế nó là chủ nhà, nó nhìn tôi. Rồi con dòi nó giống như là quản gia của chủ nhà vậy đó. Hai con này nó dòm tôi kiểu như là tôi ở ké nhà nó vậy trời. Ừ mà cũng đúng. Đúng, không sai.
Nó nói đúng một cái là nhìn xuống liền, thấy không? Mình đang ở cái nhà của tụi nó, nói chuyện hơi lớn tiếng chút xíu là liếc liền nha. Con khế liếc lặn dò liếc theo. Biết rồi, cái tụi này nó không có nghĩ là mình nuôi nó nha. Kiểu như mình là ô xin của nó đúng luôn á. Còn đại ca làm sao đây? Vừa mới hoàn hồn xong, chắc sau này không dám cắn bậy nữa đâu. Trời ơi, nãy nó nhảy, sợ nó đập đầu vô cạnh muốn chết luôn. Chạy búa xua chỗ. Thì ghê. Con đó là con gì? Có gì mọi người comment lên cho tôi biết nha. Nữa tôi gặp con đó tôi phải bắt ra ngoài liền.